Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Tiếp tục trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì em có về thêm được cặp ba súc 18-50, tiếp tục về thêm pre-season tên X4000. Nói thật các bác này, em hơi thất vọng. Định nắp cái con bát này vào cái loại thùng súc kép hợp 50 này, nhưng mà cuối cùng là nó không vừa. Nếu mà úp xuống ý, thì là cái cạnh này này nó thò ra nhiều quá, cạnh đây này nó sẽ vướng vào thùng, đã thế thì chịu. Còn để ngửa này đặt như này thả xuống thì nó lại chạm vào đây. Đấy, từ 28 nó to quá chạm đây, từ 22 thì thoải mái, nắp ngược nắp xuôi kiểu gì cũng được. Thế cuối cùng là dự án này thì đi vào dĩ vãng. Đấy. Cái này như này là người ta gọi là vĩnh biệt màu xanh này. Mơ ước này, ước mơ này. Đây nhá, con này là nguyên kiện mới cứng. Thì các bác nào quan tâm đến củ bát này thì liên hệ trực tiếp với em bán là 5,5 triệu một đôi, bao ship toàn quốc, lấy cọc trước 500. Còn các bác nào kêu em bán đắt thì thôi, tốt nhất các bác đi mua cửa hàng khác, mua có thể giá, có thể có hàng thì giá không biết như nào, có thể đắt hơn, có thể rẻ hơn. Còn bên em là bán là bao ship. Đấy, cước phí vận chuyển đôi bát này nhá, 500-600 nghìn đấy, sau này còn về phải đóng xốp xiếc nữa, chứ không vào đến nơi là nó bên giao hàng và giao cho các bác này thành hình cái méo méo thì em chịu. Từ 28 cô 125 tên là X4000. Đấy, các bác nghe tiếng nha, lấy vỗ màng không thôi mà các bác đeo cái tai nghe headphone là các bác biết rồi, lực đánh nó rất khủng. Đấy, con này là dùng hai nhện này, nhìn hai nhện này thấy chưa. Đấy, hai nhẹ trong màng nó còn ra cố thêm cả keo ở đây nữa, ấn rất là chắc chắn luôn. Ấn cái nhện mà như là ấn ở gân này, cứng lắm, chắc chắn. Ở này cho các bác còn đánh nai sâu sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ là đánh tưng bừng luôn, nắp sút đơn. Đấy, đánh thoải mái. Cái loại này các bác lựa chọn thùng phải thùng thật là tốt nhá. Còn như cái mẫu thùng này thì chắc có khi này, em nắp cái loại bát khác thôi, chứ nắp cái bát này nó không vừa thì bây giờ không làm nào được. Nắp con này vào thì cũng được thôi, nhưng mà nó bị sai cái nỗ ốc. Nếu như đây là có ốc chân gen này, bây giờ nắp con này vào thì lại bán ốc thường, không chơi độc giác nữa. Đấy. À, bán ốc độc giác nhưng mà không đúng gen nữa thì bán này được tất cả là 14 nỗ ốc luôn. Cả ốc trong, cả ốc ngoài, tất tần tật 14 nỗ ốc. Đấy, nhưng mà hơi khổ tí. Hơi khổ tí các bác ạ. Đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin về sản phẩm nhé. Mỗi khi cái ước mơ nó tan vỡ thôi mà. Em chia sẻ thêm nhé, các bác nào có thích 7-5 thì liên hệ trực tiếp với em. 10,3 triệu bao ship xúc kép ebo, cái này em sẽ báo giá sau. Xúc đơn ebo 50-200. Con này là Yamaha từ 19-76. Còn lại mấy đến kia thì em chưa làm, bận quá vừa về hàng. Này các bác xem này, bây giờ nhà rất nhiều loa to, toàn những cái hàng siêu to khổng lồ này, các bác nhìn này biết này, toàn những hàng siêu to khổng lồ. Vừa hỗ trợ lắp đặt bảo dưỡng nâng cấp, em hỗ trợ trao đổi nhá. Giá bên em nhập nếu hàng của các bác thì tính theo giá thị trường, tình trạng và cái độ bền cũng như là cái độ zin của loa tính theo giá thị trường. Còn loa mà sửa lại rồi giá rất rẻ, em lấy rẻ lắm. Còn loa zin thì em sẽ lấy giá cao, nói trước các bác thấy. Thì mỗi đôi hàng trao đổi thì em về em chỉ lãi mấy trăm nghìn một đôi thôi. Kiểu súc ebo này. Đấy. Súc ebo này lấy 7,5 triệu thì lãi 500 là 8 triệu. Là sẽ lại sơn lại cho các bác. Sơn lại thùng. Tháo ra vệ sinh. Với tình trạng nó loa zin, còn loa sửa lại là em sẽ lấy giá khác. Em nói trước các bác thế. Còn các bác kêu đắt rẻ tùy. Đấy. Đây nha. Hôm nay giới thiệu các bác là cái củ bát 50 Precision tên X4000 18 tên X4000. Sản xuất ngày 23 tháng 6 2021. Khủng nhỉ. Quả này đánh thì kinh đấy. Thôi rồi, cái này em sẽ nghiên cứu sau nhé. Tính là nó vừa luôn cả ốc gen thì khoái, chứ còn nếu mà lệch ốc gen thì không ưa lắm, không thích lắm. Ok. Đấy. Các bác nào quan tâm hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.
Thank you.